Xin chào các bạn, thời xưa, hoàng đế không chỉ có quyền lực ngập trời đứng trên vạn người, còn có tam cung lục viện, mỹ nữ rất là nhiều. Và trong số những mỹ nữ này, nhiều người có trí tuệ, có tâm cơ vì muốn được sủng ái. Họ sẽ dùng mọi biện pháp để mang theo sự chú ý của hoàng đế, mọi biện pháp để giúp hoàng đế phải chú ý đến mình. Theo lý mà nói thì hoàng đế vốn là một người đàn ông không thiếu người theo đuổi. Thế nhưng vì sao trong sử sách ghi chép, không ít hoàng đế cực kỳ thích đến kỹ viện, lầu xanh? Và cái câu chuyện này được dựng thành phim rất là nhiều rồi. Thậm chí một vị hoàng đế nhà Thanh, đó là Đồng Trị, còn vì đến lầu xanh mà mắc bệnh giang mai, cuối cùng qua đời trong bệnh tật khổ sở. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về việc tại sao hoàng đế ngày xưa có những người vẫn muốn đến lầu xanh. Theo ghi chép lại thì Đồng Trị hoàng đế bình thường ngoài việc triều chính rất thích cải trang vi hành, và không biết là vi hành kiểu gì. Mà trong mỗi lần vi hành, vị hoàng đế này đều tới kỹ viện để tìm sự lạc thú mà trong cung không có, cuối cùng lại dính phải bệnh giang mai mà chết. Chính sử ghi lại rằng Đồng Trị thì mắc bệnh đậu mùa, không may qua khỏi mà tạ thế. Nhưng sử gia nổi tiếng Tiêu Nhất Sơn trong cuốn Đại Thanh Thông Sử lại viết rõ ràng rằng Đồng Trị hoàng đế chết vì mắc bệnh giang mai, dẫn từ ghi chép của ngự y Lý Đức Lập và hai người chắt trai là Lý Trấn và Lý Trí, những người thân thiết với Đồng Trị. Và không chỉ có Đồng Trị đâu, trong lịch sử Trung Quốc cũng có những vị hoàng đế khác rất thích đến lầu xanh. Theo sử sách, Tống Huy Tông, vốn tên là Triệu Cát, là một vị hoàng đế trời sinh ra tính tình lỗ mãng, không thích triều chính, chỉ thích tìm hiểu chuyên sâu về văn hóa và nghệ thuật. Ông cũng được coi là một tài tử phong lưu, một nhà thơ, một nhà thư pháp, họa sĩ và một nhạc công xuất sắc, rất là đa tình. Đặc biệt, Tống Huy Tông vô cùng si mê nữ sắc. Trong hậu cung của Tống Huy Tông, người đẹp nhiều vô kể. Lần đầu thành hôn vào năm 17 tuổi, ông có tổng cộng hơn 140 phi tần, ngoài ra các nữ quan còn có hơn 500 người. Sau khi thoái vị, ông đã xuất cung cho hơn 6.000 nữ nhân. Theo đó, tình sử của hoàng đế Tống Huy Tông còn được nhắc đến với cuộc tình cùng đại danh kỹ nữ Lý Sư Sư. Mặc dù vị hoàng đế này sở hữu cả ngàn mỹ nhân trong cung điện, nhưng vẫn thích tìm kiếm của lạ. Nghe danh Lý Sư Sư, nổi tiếng là đệ nhất kỹ nữ kinh thành, xinh đẹp như tiên, lại có tài đàn hát, Tống Huy Tông liền lấy cớ ra khỏi cung, tìm đến lầu xanh để gặp nàng. Lần đầu gặp hoàng đế, Sư Sư diện bộ trang phục giản dị, không trang điểm cầu kỳ phấn son, nhưng nàng xinh tươi như đóa hoa sen, vừa cất mình khỏi mặt nước, thần thái lạnh lùng, kiêu sa, khiến vị vua ngẩn ngơ. Hơn nữa, sự kiêu ngạo của Lý Sư Sư không thể làm cho Tống Huy Tông chán ghét, ngược lại lại còn khiến ông vua nghệ sĩ này rất là tò mò, tính đa tình như thế cơ mà. Chính vì vậy, Tống Huy Tông lại càng si mê Lý Sư Sư hơn. Sự thông minh khéo léo của Lý Sư Sư càng khiến cho Huy Tông chìm trong mối tình vụng trộm với nàng kỹ nữ lừng danh đất kinh thành. Để thể hiện tình cảm của mình, Tống Huy Tông đã tặng cho Lý Sư Sư vô số vàng bạc châu báu. Sau đó ông còn âm thầm phong cho Lý Sư Sư làm quý phi, nhưng không đưa vào cung mà vẫn để sống ở lầu xanh, vẫn để làm nghề cũ. Tiếp đó, để thuận tiện cho việc gặp gỡ người đẹp, Tống Huy Tông còn sai người đào một đường hầm từ nội cung đến lầu xanh của Lý Sư Sư, rồi ngụy trang bằng các căn phòng nối tiếp nhau để tiện đường đi lại. Và sau này thì cả Lý Sư Sư và Tống Huy Tông đều không có được những cái kết đẹp. Câu chuyện của Lý Sư Sư xuất hiện nhiều phiên bản khác nhau và đã được dựng thành phim. Và thực tế cho thấy rằng, không ít những vị hoàng đế yêu thích việc vi hành đến kỹ viện, lầu xanh để mua vui. Nhiều người thắc mắc không hiểu tại sao. Thật ra thì nguyên nhân cũng đơn giản thôi. Mặc dù trong cung có tam cung lục viện, thế nhưng muốn sủng ái, muốn lâm hạnh phi tử, mỹ nhân nào, hoàng đế lại phải thông qua một quá trình vô cùng phiền phức. Đó là chưa kể, không phải vị phi tử, mỹ nữ nào cũng thành thạo, hiểu chuyện, biết chiều lòng người. Có người thì quá đoan trang, cứng nhắc, khiến hoàng đế không vui thích. Chỉ thị tẩm vì một số lý do chính trị mà thôi. Ngược lại, khi đi vi hành kỹ viện lầu xanh, hoàng đế sẽ gạt bỏ được tất cả những thủ tục phiền phức. Hơn nữa, những kỹ nữ lầu xanh vừa xinh đẹp lại có tài hoa không kém cung tần mỹ nữ. Mỹ lực của họ đến từ sự trải nghiệm phong trần, nói chuyện cũng khéo léo, biết làm vui lòng hoàng đế. Trên giường thì kỹ xảo của họ cũng rất là thành thạo, khiến hoàng đế có cảm giác phóng túng tự do. Cũng bởi vậy, nhiều vị hoàng đế yêu thích không rời, cứ mỗi lần đi vi hành sẽ tìm đến lầu xanh, kỹ viện để giải tỏa. Hoàng đế cũng là con người, cũng thích của ngon, vật lạ. Vậy ở trong cung, khi mà có quá nhiều cung tần mỹ nữ, quá nhiều những người đẹp,
thì hoàng đế phải làm thế nào để chọn ra phương án của mình đây? Đôi khi nhiều quá cũng khổ chứ chẳng sướng gì đâu. Được sắp xếp theo thứ tự của các triều đại, phương pháp sủng ái hậu cung đầu tiên được gọi là phương pháp xe dê. Nó được phát minh bởi Tư Mã Viêm, hoàng đế của nhà Tấn. Ông này chính là cháu nội của Tư Mã Ý, là người có công thống nhất trở lại Trung Hoa sau thời kỳ Tam Quốc. Tư Mã Viêm được biết đến là một vị hoàng đế có tư chất thông minh, có tài năng trị quốc. Song ông cũng nổi tiếng là một vị hoàng đế hoang phí và có năng lực về chuyện ấy rất lớn. Có hậu cung hơn 10.000 mỹ nữ. Chuyện này nghe cứ thấy sai sai thế nào. Chính Tam Quốc Lục Viện có đông đảo thê thiếp như vậy nên Tư Mã Viêm đã nghĩ ra một cách vô cùng đặc biệt để lựa chọn mỹ nữ sẽ lâm hạnh với mình. Theo sử liệu ghi chép, cách chọn mỹ nữ ân ái của Tư Mã Viêm được gọi là phương pháp xe dê. Hiểu một cách đơn giản, vị vua này sẽ tọa trên một cỗ xe do đàn dê kéo, rong ruổi trong hậu cung của mình. Xe dê mà dừng lại ở phòng của phi tần nào thì ông sẽ chọn người đó để ân sủng. Sau nhiều người nghĩ ra mẹo, biết dê thích ăn muối nên nghĩ ra cách sử dụng muối thì con dê dừng lại ở khu vực hậu cung của mình. Phương pháp thứ hai được gọi là con bướm may mắn. Ngoài phương pháp xem vận may bằng xe dê, phương pháp dùng bươm bướm do hoàng đế Huyền Tông đời Đường phát minh cũng là một phương pháp cầu vui vô lý nhất trong lịch sử phong kiến ngày xưa. Theo cái cách này, để được thị tẩm, các cung tần mỹ nữ xếp thành hàng, đầu gài thêm hoa tươi, sau đó thái giám nội cung sẽ mở lồng và thả bươm bướm. Con bướm mà đậu trên phi tần nào đầu tiên, người đó sẽ được hoàng đế sủng hạnh đêm hôm đó. Các thái giám ghi lại tương ứng thị thiếp, yêu cầu trở về tắm rửa chuẩn bị. Khi màn đêm buông xuống thì Đường Huyền Tông sẽ đi sủng ái. Lúc này thì chẳng có con bướm nào đậu nữa. Phương pháp nữa đó là dùng thẻ bài. Phương pháp tìm kiếm mua vui này thì ít nhất so với hai phương pháp đầu tiên, nó có vẻ bình thường hơn nhiều, đó là lật thẻ bài của triều đại nhà Thanh. Vào thời nhà Thanh, để tiết kiệm thời gian chiều chuộng hậu cung, các hoàng đế đã dùng may mắn để quyết định ai là kẻ hầu người hạ bằng cách lật thẻ bài, giống như bốc thăm bây giờ vậy. Việc quyết định mỹ nhân được sủng hạnh tối hôm đó được thực hiện trong bữa tối và theo cảm hứng của hoàng đế. Trong hậu cung nhà Thanh, mỗi cung nữ được phát một chiếc thẻ bài màu xanh. Bên trên có viết tên tuổi của phi tần. Vào bữa ăn tối của hoàng đế, thái giám sẽ mang khoảng từ 10 tới vài chục tấm thẻ màu xanh để vào trong một chiếc chậu bạc. Khi mà hoàng đế ăn tối xong thì thái giám sẽ nâng chiếc chậu này quỳ trước mặt hoàng đế. Nếu như hoàng đế có nhã hứng thì sẽ chọn một tấm thẻ ở trong chậu. Thái giám sẽ cầm những thẻ này giao cho một thái giám khác có nhiệm vụ chuyên cõng các phi tần được lựa chọn từ nơi ở tới phòng ngủ của hoàng đế. Trên thực tế thì với quyền lực tuyệt đối, các hoàng đế muốn sủng hạnh phi tần hay là cung nữ nào đều không bị bó buộc với nghi lễ và luật định. Vì thế đương nhiên ngoài những quy định chung, các hoàng đế cũng có thể và đương nhiên là có thể tự tìm cho mình những cách để thỏa mãn nhu cầu của bản thân mình. Điều này thì càng đúng trong chốn hậu cung Trung Quốc, nơi các hoàng đế có cực kỳ nhiều, có rất nhiều, vô cùng nhiều phi tần mỹ nữ mà không biết phải chọn ai để đảm bảo công bằng. Nhưng chuyện đó thì vẫn chưa đủ phức tạp. Sau khi mà đưa mỹ nữ lên giường thì thái giám sẽ lui ra ở ngoài cửa để coi chừng, để phòng ngừa hoàng đế hưng phấn quá độ gặp chuyện không may. Nếu hoàng thượng và phi tử mây mưa quá lâu, thái giám còn phải ở ngoài dặn với vào trong, nhắc nhở hoàng thượng nên biết tiết chế. Xong chuyện, thái giám còn phải ghi lại toàn bộ quá trình. Thực sự là mất hết cảm hứng, rất khó để mà thăng hoa. Bảo sao hoàng đế ngày xưa cứ thích đến lẩu sạch.